nhiều công ty cho nhân viên nghỉ làm xem U23 Việt Nam thi đấu. Mở màn cho trào lưu này là công ty Khánh An ở Hà Nội với một quyết định cho nhân viên nghỉ làm từ 13 giờ ngày 23 tháng 1, dù trận đấu được bắt đầu 2 tiếng sau đó. Công ty có 10 nhân viên này cho các nhân viên nghỉ tiếp ngày hôm sau trong trường hợp đội U23 Việt Nam giành chiến thắng trận bán kết vì lý do tổ chức ăn mừng sau chiến thắng. Trao đổi với chúng tôi, Nguyễn Thành Trung, tổng giám đốc công ty này, xác nhận văn bản trên và cho biết là doanh nghiệp có quy mô nhỏ vì thế việc cho nghỉ không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh. Một văn bản khác được cho là của công ty C Mộc Group cũng được lan truyền trên mạng về việc cho nhân viên nghỉ từ 14 giờ ngày 23 tháng 1 cũng vì lý do tương tự, cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam và sẽ tổ chức liên hoan cho nhân viên. Ngày 22 tháng 1, ông Phạm Thanh Truyền, tổng giám đốc C Mộc Group đã xác nhận với chúng tôi về văn bản trên. Theo đó, thay vì phải ở văn phòng làm việc thì từ 14 giờ ngày 23 tháng 1, toàn bộ nhân viên của công ty, 50 người, sẽ đến cổ vũ cho đội tuyển tại quán cà phê của công ty này gần đó. Nếu tuyển Việt Nam chiến thắng, công ty cũng sẽ tổ chức liên hoan ngay sau đó. Các nhân viên cũng được khuyến cáo không được tự ý đi xe máy về nếu không làm chủ được tay lái. Toàn bộ chi phí di chuyển bằng taxi sẽ do công ty trả. Một công ty khác ở thành phố Hồ Chí Minh là VNE có một thông báo nội bộ về việc cổ vũ đội tuyển Việt Nam đấu với Qatar thì được nghỉ đúng giờ hơn, 15 giờ ngày 23 tháng 1. Tức giờ trận bán kết bắt đầu và hôm sau được phép đi làm trễ. Trường cho học sinh nghỉ để cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam. Học sinh trung học phổ thông Yên Dũng số 1, Bắc Giang, được nghỉ buổi phụ đạo chiều 23 tháng 1 để cổ vũ trận bán kết giải U23 châu Á. Sáng 22 tháng 1, Phan Pazer trường trung học phổ thông Yên Dũng số 1, Bắc Giang, đăng thông báo, nhà trường cho học sinh nghỉ học phụ đạo chiều mai, 23 tháng 1, để cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam. Lịch học chiều mai chuyển sang chiều thứ tư, 24 tháng 1. Thông báo này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng với hơn 4.000 lượt chia sẻ chỉ sau vài tiếng. Không chỉ học sinh trong trường hào hứng, nhiều người khác cũng ghen tị với sự tâm lý của thầy cô trường Yên Dũng số 1. Cô Vũ Thị Nam Thái, hiệu phó trường trung học phổ thông Yên Dũng 1, xác nhận việc nhà trường cho học sinh nghỉ đúng thời điểm diễn ra trận bán kết U23 châu Á giữa Việt Nam và Qatar. Buổi sáng là chính khóa, các em vẫn đi học bình thường. Mỗi lớp có 3 đến 4 buổi chiều phụ đạo, chúng tôi thu xếp cho các em học bù sang buổi khác, không ảnh hưởng đến việc học tập. Cô Thái nói và cho biết thông báo nghỉ được học sinh đón nhận thích thú, hiện chưa có phụ huynh nào phản ứng tiêu cực. Theo cô Thái, sau thắng lợi của đội tuyển U23 Việt Nam trước Iraq, nhiều học sinh cầm cờ Việt Nam chạy khắp sân trường. Trận đấu ngày mai là cơ hội để các em thể hiện tinh thần dân tộc. Dù không được đánh giá cao, Việt Nam đã giành vị trí thứ hai bảng đi giải bóng đá U23 châu Á, sau khi đánh bại Australia và hòa Serbia. Đến tứ kết, các chàng trai áo đỏ tiếp tục gây bất ngờ khi quật ngã Iraq. Trận bán kết giữa Việt Nam và Qatar diễn ra lúc 15 giờ, giờ Hà Nội, ngày 23 tháng 1, tại Giang Tô, Trung Quốc. Huấn luyện viên Park Hang-seo, tôi phát hiện không ít điểm yếu của cơ ta. Sáng 22 tháng 1 tại Trung Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết U23 Việt Nam đã nghiên cứu kỹ đối thủ Qatar và sẽ quyết tâm giành chiến thắng. Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận đấu diễn ra sáng nay 22 tháng 1 ở Thường Châu, Giang Tô, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết, chúng tôi mới nghiên cứu một phần, đội bóng nào cũng có điểm yếu, và tôi đã nhận ra một số điểm yếu của Qatar. Tuy nhiên chúng ta sẽ phải nghiên cứu thêm. Qatar có một số cầu thủ nguy hiểm, và nhiệm vụ của U23 Việt Nam là phải ngăn chặn được họ, huấn luyện viên Park Hang-seo nói. Đây là trận đấu quan trọng đối với đội tuyển U23 Việt Nam. Nếu giành chiến thắng, đội sẽ giành quyền vào chung kết. Do vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc và các cầu thủ chịu áp lực nhất định. Thực tế từ trận đấu đầu tiên với U23 Hàn Quốc, chúng tôi luôn có áp lực. Mặc dù vậy, đội đã cố gắng để giành kết quả tốt. Trận đấu ngày mai, 23 tháng 1, quan trọng hơn nữa đối với U23 Việt Nam. Tôi và các cầu thủ đều hiểu được điều đó. Chính vì vậy, đội sẽ chuẩn bị một cách tốt nhất, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết. Theo ông Park Hang-seo, U23 Việt Nam hiện rất mệt mỏi sau 4 trận đấu. Dù vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc tin vũ khí lớn nhất của đội là tinh thần. Chính vì vậy, các cầu thủ sẽ có thể khắc phục được khó khăn để thi đấu với Qatar. Chúng ta thực tế đã gặp 4 đối thủ đều rất mạnh. U23 Việt Nam đã quen với việc phải đấu những đội ở cửa trên. Tôi nghĩ rằng vũ khí lớn nhất của đội là tinh thần chiến đấu. Họ đã dùng tinh thần để khắc phục thể lực. Vì vậy, họ sẽ có thể tiếp tục chơi tốt, ông Park Hang-seo nói.
vị thuyền trưởng người Hàn Quốc cho biết đội ngũ y tế và ban huấn luyện đội U23 Việt Nam đang cố gắng để giúp các cầu thủ hồi phục thể lực. Đánh giá về Qatar, ông Park Hang-seo cho biết cùng với Iraq, đây là đội bóng đại diện cho bóng đá Trung Đông. Tuy nhiên lối chơi của Qatar và Iraq lại khác nhau. Trong khi đó, huấn luyện viên Felix Sanchez khẳng định Qatar sẽ tập trung tối đa cho trận đấu với U23 Việt Nam. Ông Sanchez dự đoán trận đấu với U23 Việt Nam sẽ rất khó khăn. Chúng tôi sắp gặp đội bóng vừa có màn trình diễn tuyệt vời ở giải đấu. Chúng tôi sẽ phải tập trung tối đa. Tôi không thể dự đoán kết quả sẽ như thế nào, mà câu trả lời chỉ có thể đưa ra vào ngày mai, ông Sanchez nói. So với U23 Việt Nam, Qatar được nghỉ nhiều hơn một ngày. Tuy nhiên, huấn luyện viên Sanchez cho rằng ông sẽ chỉ tập trung vào việc Qatar sẽ chơi như thế nào. Tôi không thể dự báo chính xác bao nhiêu phần trăm khả năng Qatar sẽ giành chiến thắng. Câu trả lời sẽ chỉ có ở trận đấu ngày mai. Tôi chỉ có thể đảm bảo các cầu thủ Qatar sẽ chơi với phong độ cao nhất khi gặp U23 Việt Nam, huấn luyện viên Sanchez cho biết. Cũng theo ông Sanchez, chúng tôi sẽ cố gắng để chơi theo cách của mình. Qatar sẽ không thay đổi lối chơi. Chúng tôi có thể sẽ chỉ có vài điều chỉnh cần thiết. Tôi nghĩ rằng trận đấu ngày mai sẽ rất khó khăn. U23 Việt Nam thắng U23 Iraq, thắng trọng tài và thắng cả AFC. Có lẽ khó tìm ra được từ nào diễn tả cảm xúc của người hâm mộ khi U23 Việt Nam không chỉ giành chiến thắng trước U23 Iraq mà còn thắng đẹp. Quá hấp dẫn và kịch tính, thầy trò Park Hang-seo đã khiến các cổ động viên đi qua mọi cung bậc cảm xúc với sự xuất hiện lần lượt của 6 bàn thắng. Bất ngờ có, thất vọng có, cam chịu có, sau đó là mừng rỡ và không thể tin nổi, trước khi cực kỳ tiếc nuối và khép lại bằng một cái kết có hậu. Những cây viết thể thao đã phải chuẩn bị sẵn hai kịch bản trái ngược ngay trong trận đấu, nhưng rồi cũng chẳng biết phải thực hiện như thế nào khi cảm xúc liên tục bị quăng quật. Bởi vậy, có thể nói rằng dẫu cho U23 Việt Nam có thất bại, các cầu thủ và huấn luyện viên cũng có quyền tự hào và nhận được lời khen ngợi của các cổ động viên. Kết quả trận đấu, cảm xúc của người hâm mộ có thể khác đi hoàn toàn nếu có những sự thay đổi dù rất nhỏ trong trận đấu. Lấy ví dụ, nếu như Đức Huy không phá bóng kịp thời trong tình huống phút 73, U23 Việt Nam đã có thể nhận thất bại trong thời gian chính thức. Nhưng sau tất cả, chúng ta vẫn có thể hóa nguy thành an và nở nụ cười phút cuối trận, vì U23 Việt Nam mới là những người chiến thắng. Mà đâu chỉ thắng không, U23 Việt Nam còn thắng đẹp. Đâu chỉ thắng U23 Iraq, thầy trò Park Hang-seo còn thắng cả trọng tài. Cụ thể, nếu vị vua áo đen Charit biết không thổi phạt đền một cách hết sức vô lý, chưa chắc U23 Iraq đã có bàn thắng gỡ hòa sớm đến vậy. Khi đó mọi thứ thậm chí còn trở nên dễ dàng hơn với Công Phượng và các đồng đội. Mà đâu chỉ tình huống đó, trọng tài người Australia còn rất nhiều lần thổi bất lợi cho chúng ta, dẫn đến nhiều suy nghĩ cho rằng ông Charit biết muốn trả thù cho dân tộc. Cách đây ít ngày, U23 Australia bị U23 Việt Nam đánh bại, qua đó bị loại ngay từ vòng bảng. Mà không chỉ có vị trọng tài này đâu, U23 Việt Nam còn thắng luôn cả AFC. Khi trận đấu vừa kết thúc, ai đó lên Google tìm kiếm lịch thi đấu vòng bán kết, chắc hẳn sẽ nhìn thấy U23 Qatar đối đầu với U23 Iraq. Có hay không chuyện liên đoàn bóng đá châu Á nhầm lẫn, nhưng chắc chắn một điều rằng, các cầu thủ Việt Nam bị đối phương đánh giá thấp hơn rất nhiều và ít ai nghĩ chúng ta lại gây địa chấn đến như vậy. AFC, nhan nhẩu, xếp sẵn trận bán kết giữa Iraq và Qatar. Chính những điều đó càng khiến chiến tích của U23 Việt Nam ấn tượng hơn gấp bội. Bị trọng tài xử ép, bị ban tổ chức coi thường, nhưng U23 Việt Nam vẫn thể hiện một phong độ xuất sắc và nhận về một kết quả tuyệt vời. Điều này càng khiến chúng ta phải thán phục huấn luyện viên Park Hang-seo, khi đã chỉ đạo các học trò phải đá đẹp ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Bị thổi những quả bất công, các cầu thủ không hề lao vào những cuộc tranh cãi, mà lựa chọn cách chiến đấu và giành thắng lợi. Chúng ta không hề tỏ thái độ, không phản ứng với những quyết định của trọng tài mà tiếp tục đá. Đó chẳng phải công tác tư tưởng quá tốt của ông thầy ngoại còn gì. Để nói về tâm lý, rõ ràng U23 Việt Nam đã có sự cải thiện đáng kể. Không còn là một tập thể yếu bóng vía nữa, các học trò của Park Hang-seo giờ đều là những chiến binh mạnh mẽ. Chính vì vậy, U23 Việt Nam mới có thể mở tỷ số trước U23 Iraq, mới có thể lật ngược thế cờ ngay trong hiệp phụ và mới có thể sút trúng cả 5 quả penalty. Để hiểu rõ điều này, hãy nghe những chia sẻ về quả phạt đền quyết định của trung vệ Tín Dũng mà chắc hẳn nhiều cổ động viên sợ tim bay khỏi lồng ngực. Tôi rất hạnh phúc và tự hào khi được góp một phần vào chiến thắng của đội bóng.
Đây là lần đầu tiên tôi đá một quả 11 mét quan trọng như vậy. Tuy nhiên, tôi không hề cảm thấy áp lực nào. Trong tình huống cuối cùng đó, cú sút của trung vệ Việt Nam đã bị thủ môn U23 Iraq đoán đúng hướng, nhưng bóng rốt cuộc vẫn đi vào lưới. Điều này giống hệt bàn gỡ hòa 1-1 của tiền đạo Emen Hussein từ quả penalty, tưởng tượng, khi thủ thành Tín Dũng cũng đã chạm chân vào bóng và suýt cản phá thành công. Như một sự sắp đặt của số phận, rằng đội tuyển U23 Việt Nam đã được trả lại sự công bằng. Chiến thuật hợp lý, phương án dự phòng chất lượng, tinh thần chiến đấu rực lửa, phòng ngự chắc chắn và luôn ẩn chứa khả năng ghi bàn từ tình huống cố định, nghe rất giống Hy Lạp năm 2004. Dù hơi quá lời, nhưng hãy cứ vui đi, bởi vì ngày hôm nay, chúng ta thắng Iraq, thắng trọng tài và thắng luôn cả AFC. Các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh bên dưới để có thể cập nhật những tin tức nóng hổi mới nhất nhé.